Xin chào anh em và bà con Chào mừng anh em và bà con trở lại xem video trên kênh Tuấn Ký Sự Nhà Nông 2 Chúc anh em và bà con chăn nuôi hiệu quả Anh em và bà con hãy để lại bình luận để cùng trao đổi về kỹ thuật nuôi dê Mời anh em và bà con theo dõi video Thì Trong cái video hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến anh em và bà con Thông qua việc trả lời các câu hỏi mà anh em và bà con đã để ở dưới kênh trong thời gian qua cũng rất mong anh em và bà con thông cảm bởi vì mình bận cho nên là không có trả lời được thường xuyên câu hỏi số 1 cho dê ăn ngô hạt ngâm qua đêm thì có được không khi mà ngô được ngâm nước ấy, thì hạt nó sẽ nở ra và nó mềm đi thì con dê nó ăn dễ hơn tăng ngâm qua đêm thì làm cho cái hạt nó nở rồi Thì nó tránh thêm cái việc là bị trướng bụng khi mà dê ăn Tuy nhiên là nếu anh em mà ngâm Thì nó sẽ bị tiết một số cái chất dinh dưỡng Đặc biệt là vitamin Ở trong ngô, ra ngoài nước Thì ta mà không sử dụng cái nước đấy Nó sẽ bị mất chất dinh dưỡng Cho nên để mà hiệu quả Anh em nên xay ngô ra Xay ra giống như mình xay ở trong cái video mà chia sẻ cách cho dê ăn ngô đấy thì dê nó ăn rất là hiệu quả và đặc biệt là chúng ta không nên cho dê ăn quá nhiều khoảng độ 1 đến 1,5 đối với dê sinh sản còn với dê vỗ béo thì mình không dành về khẩu phần lắm nhưng mà nhìn chung là không nên cho dê ăn quá nhiều thức ăn tinh bởi vì ăn quá nhiều thức ăn tinh nó sẽ dẫn đến là bị trướng hơi Câu hỏi số 2. Dê tiểu màu đỏ là bị thế nào? Thì ở đây dê tiểu màu đỏ nó có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do thức ăn. Ví dụ như con dê nó ăn phải một cái loại thức ăn gì đấy thì nó dẫn đến là đi tiểu ra màu đỏ đỏ. Cái này thì không sao cả. Anh em là cứ bình tĩnh theo dõi nó thôi. Thứ hai là có thể do thay đổi thời tiết thay đổi thời tiết thì nó cũng giống như con người ví dụ con dê nó mệt trong người thì nó cũng có thể là dẫn đến là tiểu ra màu đỏ nhưng mà cái này cũng không sao chỉ một hai ngày là nó sẽ khỏi còn cái việc mà tiểu ra màu đỏ mà là bệnh lý ở trên con dê ấy, thì có thể nó sẽ là bệnh lepto bệnh lepto hay còn gọi là bệnh xoắn khuẩn đấy nó do xoắn khuẩn gây ra thì nếu mà bị bệnh lepto này nó đây nó sẽ tiểu màu đỏ sậm và nó sẽ có mùi hôi mùi rất là hôi hôi khét đồng thời là ta kiểm tra cái niêm mạc mắt của nó sẽ có màu vàng và cái có thể niêm mạc miệng của nó cũng có màu vàng anh em kiểm tra nhìn kỹ cái mắt của nó nếu bị thì ta sẽ điều trị theo bài chữa lepto và một nguyên nhân nữa đấy là viêm đường tiết niệu thì cũng có thể tiểu ra màu đỏ cho nên tùy từng nguyên nhân để ta có cách điều trị phù hợp Câu hỏi số 3 Là có 30 hecta đồi Thì nuôi được bao nhiêu con dê Thực ra mà anh em có 30 hecta đồi Anh em nuôi được rất nhiều dê Ta có thể nuôi hàng trăm 200 con chăn thả Thì cũng thoải mái chỗ thả Tuy nhiên là theo cái Ý của mình Thì mình khuyên anh em là nên nuôi khoảng 10 nái hoặc 15 nái Và một đực Nuôi như vậy thì sau một năm anh em đã có một đàn khoảng độ ram chục con rồi. Thì sang năm thứ hai là anh em sẽ có một đàn lớn và nuôi như vậy thì nó an toàn hơn. Cái việc ta đầu tư nhiều, không nên đầu tư nhiều một lúc để tránh rủi ro. Bởi vì thực ra không phải ai cũng nuôi con dê thành công ngay từ bước đầu nên là mình khuyên anh em nên cân nhắc đi từ nhỏ đến lớn là phù hợp nhất. Tiếp theo là câu hỏi số 4. Dê bị liệt hai chân sau thì là bị làm sao? Dê bị liệt thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất có thể là nó bị viêm khớp. Nên thì anh em kiểm tra khớp của nó, đặc biệt là khớp háng vì nó liệt chân sau. Thì nếu mà ta sờ vào nó đau đấy và cảm giác nó sưng thì là ta sẽ phải điều trị viêm khớp. Ta điều trị bằng kháng sinh đặc trị viêm khớp và thuốc kháng viêm ví dụ như mà dê không chữa ta có để điều trị bằng đề sa đề sa Metason đấy kháng viêm rất là tốt còn dây chữa thì ta phải điều trị kháng sinh phù hợp thì nó sẽ đỡ đấy là cái trường hợp thứ nhất là có thể sẽ bị viêm khớp trường hợp tiếp theo trường hợp thứ hai là nó có thể do thiếu canxi thiếu canxi ở đây thì uh, ta nhận biết rất đơn giản đấy là con dê vẫn ăn bình thường vẫn ăn bình thường mà chân nó yếu đi rồi nó bị bại ta sờ vào thì nó sẽ không kêu la không kêu đau thì đấy là thiếu canxi nó thường xảy ra ở dê nái ở trên dê bầu hoặc là ở trên dê nuôi nhốt hoặc dê đang nuôi con Dê nuôi nhốt mà thiếu ánh nắng thì cũng rất dễ dẫn đến bị thiếu canxi kể cả dê to Và một cái nguyên nhân nữa đấy là dinh dưỡng mất cân đối Tức là trong khẩu phần ăn ta không bổ sung khoáng cho dê Thì dẫn đến là bị thiếu canxi Ta sẽ điều trị bằng cách là ta tiêm canxi B12 hoặc canxi B6 tiêm liên tục 3 ngày Sau đó ta sẽ nghỉ khoảng 3-4 ngày rồi ta tiêm nhắc lại hàng tuần ta cứ tiêm từ 1 đến 2 lần một tuần tiêm như vậy cho đến khi mà con dê có biểu hiện là khỏi đứng dậy đi lại được một cái nguyên nhân nữa đấy là có thể là dê ký sinh trùng đường máu thì ở đây là nếu như nhiễm ký sinh trùng đường máu nó tác động đến thần kinh vận động thì con dê sẽ bị uh, bị bị uh, liệt có thể là liệt chân trước có thể là liệt chân sau và có thể là cái đầu của nó ngênh nghênh khó vận động thì đấy là bị nhiễm cái sinh trùng đường máu và tác động đến thần kinh vận động thì ta sẽ sử dụng thuốc điều trị ký sinh trùng đường máu thuốc điều trị ký sinh trùng đường máu thì anh em cứ ra chỗ thu y anh em hỏi nó có um, azidin azidin đấy và cái gì nhỉ paritrosoma hai loại đấy là điều trị ẩn máu rất hiệu quả thì tùy từng nguyên nhân anh em sẽ điều trị cái dê liệt theo từng cái cách phù hợp Tiếp theo là câu hỏi số 5. Buổi tối dê có ngủ không? Thực ra thì con dê nó ngủ thì không có thời gian cố định anh em ạ. Nó cứ ăn no là có thể nó ngủ thôi. Hoặc là nó ngủ không có trong tư thế nằm hoàn toàn mà có thể nó đang đứng mà anh em thấy nó cứ lim dim lim dim mắt thì đấy là cũng là nó đang ngủ hoặc là nó nằm mà miệng nó vẫn nhai nhưng mà mắt nó nhắm lại thì nó vẫn là đang ngủ thông thường thì nếu buổi tối ta không đụng gì đến nó thì chắc chắn là nó sẽ ngủ nhưng mà buổi tối mà có tiếng động thì con dê nó cũng rất là nhạy cảm nó lập tức nó nghe ngay cho nên là ta có thể nói là cái thời gian ngủ của con dê là nó không cố định, nó có thể ngủ ngày, ngủ tối, ngủ bất kỳ lúc nào. Tiếp theo là câu hỏi số 6. Dê 12 kg bị sổ mũi và bại chân thì là bị làm sao? Ở đây theo cái suy đoán của mình, với những triệu chứng này thì khả năng là con dê đã bị tụ huyết trùng. Tụ huyết trùng nó sẽ làm cho con dê bị đau các hạch và dẫn đến là dê đi lại khó khăn và có thể bại chân và có biểu hiện sổ mũi đấy cho nên là anh em sử dụng thuốc đặc trị tụ huyết trùng mua ở ngoài chỗ thú y ấy, có nhiều thuốc trị tụ huyết trùng đồng thời là tiêm giảm đau hạ sốt và cộng các thuốc bổ dạng catosan ấy, cho dê ít nhất là 3 ngày còn nếu mà không thì phải nhiều ngày hơn thì nó sẽ có hiệu quả anh em phải lưu ý rằng là khi có đã khỏi rồi đã đỡ rồi nhưng ta vẫn điều trị ít nhất là 3 ngày kháng sinh thì nó mới ổn định được còn nếu mà anh em dừng sớm nó sẽ bị nhường thuốc tiếp theo là câu hỏi số 7 sữa cho dê con thì bao nhiêu tiền 1 kg cái này thì tùy tùy loại sữa và tùy nơi bán bình thường nó sẽ dao động từ khoảng 60 cho đến 120.000 một kg thì à, tùy mỗi nơi anh em có thể mua. Tuy nhiên anh em nên chọn cái loại sữa mà nó có um, trộn cả men tiêu hóa ở trong đấy. Anh em cứ đọc ở trên cái uh, bao bì ấy, chỗ nào mà có thêm thành phần là men tiêu hóa thì anh em mua vào để cho nó uống thì nó sẽ không bị tiêu chảy. Còn nếu mà anh em mà không mua được sữa như vậy ấy, thì anh em có thể mua cái men tiêu hóa mà dùng để uống gà đấy, anh em trộn vào uống thì rất hiệu quả. Câu hỏi số 8 Là hạt keo dậu thì mua ở đâu? Cái này anh em có thể là mua ở trên các trang mạng mà bán hạt giống cỏ đấy Thì có nhiều anh em là họ sẽ bán cả hạt keo dậu Còn không anh em mà quen biết ai ở trong phía trong Đặc biệt là Tây Nguyên đấy Thì nhiều anh em lấy cho một ít để làm giống thì cái hạt này chúng ta trồng thì tùy vào quy mô Nếu anh em mà trồng nhiều kg thì ta phải mua trên mạng thôi Câu hỏi số 9 Dê bị cảm thì cần tiêm mấy ngày Nhìn chung ở đây Nếu mà dê bị cảm thông thường ấy Ta có thể xoa dầu là dê khỏi Còn nếu đã tiêm Thì kháng sinh ít nhất là phải sử dụng 3 ngày Ít nhất là 3 ngày Thường thì là từ 3 đến 7 ngày trong cái khoảng thời gian đấy Và tiêm 3 ngày nếu không thấy khỏi ta sẽ phải đổi thuốc Và phải điều trị ít nhất 3 ngày Mình nhắc lại là như vậy Tiếp theo câu hỏi số 10 Dê bầu thì có tải run được không? Ở đây theo ý của mình và kinh nghiệm của mình nếu như dê mà không nhiễm run sán nặng thì ta không tẩy lúc mà dê có bầu bởi vì cho dù là dê có bầu thì uh, có thuốc cho dê bầu nhưng mà ta quá trình ta bắt này rồi ta cho uống ta tiêm vân vân thì nó làm cho con dê nó bị chấn động nó rất là không tốt cho nên ta nên để cho dê đẻ khoảng độ một tháng rồi ta hãng tẩy thì rất là tốt còn trường hợp mà nhiễm nặng thì bắt buộc phải tẩy thôi nhưng mà anh em nên cẩn thận khi bắt và khi cho uống hoặc tiêm câu hỏi số 11 dê bị ho thì tiêm thuốc gì nhìn chung là tùy vào tình trạng của con dê ta phải xem là nếu dê ho nhẹ mà không sốt không bỏ ăn vẫn ăn uống bình thường vẫn nhanh nhẹn thì ta không cần tiêm thuốc gì cả ta chỉ cần sử dụng quả buộc kết để ta sông cho nó hoặc là nếu không có buộc kết thì anh em có thể dùng cái lá bưởi lá xả vân vân rồi anh em cũng dùng hình thức sông bằng cách là đốt lửa lên rồi cho các cái lá đấy vào thì khoảng 1-2 buổi con dê nó sẽ khỏi và ta theo dõi nó thôi. Nếu như mà khỏi được là tốt. Còn mà nó không khỏi hoặc là nó ho nặng, ho nhiều, nó sốt, nó có nước mũi thì đã có biểu hiện viêm đường hô hấp. Nếu như ta để lâu có thể là đã viêm phổi. Thì ta phải sử dụng kháng sinh, đặc trị viêm đường hô hấp, đặc trị viêm phổi để ta tiêm. Đấy, vậy thì có thể anh em tiêm kháng sinh này cộng với thuốc hạ sốt thuốc trợ lực cộng với thuốc bổ thì tốt nhất anh em nên mua thuốc bổ dạng như catosan để ta tiêm và phải tiêm đủ liệu trình ít nhất là 3 ngày tức là từ 3 cho đến 7 ngày trong cái khoảng thời gian đấy tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đối với con dê thì người ta có thể tiêm tăng liều ở hai ngày đầu thì là nó rất hiệu quả câu hỏi số 12 dê con mới đẻ bị khò khè là thế nào nguyên nhân ở đây có thể là nó bị uh, nhiệt độ trường không đảm bảo thì nó sẽ dẫn đến là bệnh về đường hô hấp và thứ hai nữa có thể là ở trong uh, cái cổ công họng của nó trong miệng của nó nó đang còn chưa sạch thì khi đẻ anh em cần vệ sinh sạch sẽ cái miệng cái mũi con dê sau đấy là giữ chuồng đảm bảo nhiệt độ khoảng độ từ 30 cho đến 34 độ C. Ta không quá nóng và cũng không quá lạnh nhá. Rồi nữa, anh em phải cho dê nó bú đầy đủ cái sữa đầu. Một số anh em thấy cái con dê mẹ mà nó tiết sữa ra nó đặc đặc thì lại vắt đi. Chúng ta không nên vắt nhé ta cho bú đầy đủ thì nó sẽ chóng khỏe. Đấy, cho nên là cái việc làm sạch và giữ ấm con dê và cho dê bú sữa đầu là rất quan trọng, anh em lưu ý nếu nói về điều trị ấy, thì con dê còn đang nhỏ như thế này mới đẻ thôi thì cực kỳ khó điều trị ta không thể tiêm kháng sinh cho nó cũng không cho nó uống thuốc không làm biện pháp gì được cả cho nên là anh em cứ thực hiện tốt cái việc giữ ấm và cố gắng cho nó bú no bú đủ thì hy vọng là nó sẽ có tiến triển thôi và quan trọng nhất là lần sau anh em rút kinh nghiệm ngay từ cái lúc nó đẻ ra ta phải giữ ấm và phải làm sạch miệng rồi phải cho nó bú sữa đầu đầy đủ là con dê nó sẽ khỏe mạnh. Tiếp theo là câu hỏi số 13. Muốn chăn nuôi dê nhưng mà lại lo đầu ra không ổn định. Thì đầu ra không chỉ con dê mà hầu hết tất cả các sản phẩm nông nghiệp đều rất là bấp bênh. Mình chưa có một cái gì để chắc chắn cả và đặc biệt là trước cái tình hình dịch bệnh này thì con dê nó càng ế ẩm anh em thấy là dạo này dê đặc biệt là dê thịt ấy, thì nó xuống giá rất là nghiêm trọng một phần nữa là cái con dê thịt dê nó không phải là phổ biến ở trong các bữa ăn của gia đình không có một gia đình nào mà lại đi uh, mua thịt dê về để ăn làm thức ăn với cơm hàng ngày cả cho nên là ta thấy thịt dê chủ yếu cung cấp cho các nhà hàng các quán nhậu mà nhà hàng quán nhậu trước tình hình dịch bệnh này họ không hoạt động được thì ngành dê cũng đi vào ảnh hưởng và đặc biệt là còn cái con dê thịt từ bên thái lan anh em nhập về nữa thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến thị trường dê của việt nam cho nên anh em nuôi thì cũng hết sức cân nhắc và cố gắng phát triển quy mô vừa phải để tự tìm lấy cái đầu ra cho mình thôi. Cũng có thể là phối hợp hoặc nhờ vào một số anh em lái thôi. Chứ mình cũng không có cách nào để mà đảm bảo chắc chắn rằng con dê nó sẽ xuất ra được đúng ý của mình, đúng với giá của mình cả. Đấy, cho nên là vấn đề này là một vấn đề cực kỳ nan giải, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Câu hỏi tiếp theo, câu số 14 Là dê ăn dính nước mưa thì có đau bụng hay không? Cái này là tùy, tùy môi trường nuôi của mình Ví dụ anh em mà nuôi dê chăn thả như mình Hoặc là bán chăn thả như mình Dê thường xuyên ăn phải ướt rồi đi phải mưa Thì nó ăn phải ướt hoặc là đi phải nước mưa Nó cũng không vấn đề gì cả Ở trong cái uh, kênh của mình có hẳn một cái video Mình chia sẻ là dê ăn trời mưa đấy không vấn đề gì hết. Tất nhiên là nó sẽ không tốt bằng ăn lá khô lá nắng rồi. Nhưng mà với những anh em mà nuôi dê nhốt hoàn toàn mà chưa cho ăn lá gớt bao giờ thì là nó sẽ có nguy cơ bị rối loạn đường tiêu hóa, có thể dẫn đến là bị tiêu chảy hoặc là bị đi phân bò. Đấy. Thì tùy từng trường hợp để chúng ta có thể là áp dụng có cho ăn được hay không. Câu hỏi tiếp theo là câu số 15 là nên nuôi giống dê gì cái này đúng ra là cũng tùy mô hình anh em ạ ví dụ chúng ta ở miền núi chúng ta có núi đá chúng ta nuôi dê chăn thả và ở chỗ địa phương ta có nhu cầu về cái loại dê cỏ nhỏ con thì chúng ta nuôi dê cỏ còn lại anh em mà ở những cái điều kiện nuôi nhốt hoặc là nuôi bán chăn thả có điều kiện chăm sóc tốt và có chỗ tiêu thụ những con dê mà to cân thì chúng ta sẽ nuôi dê lai, đặc biệt là bo lai bách thảo là cái loại dê rất hiệu quả. Còn cứ anh em cứ bảo một số anh em bảo có dê bo thuần không có đâu nhá. ở Việt Nam ta cực kỳ ít dê bo thuần, chỉ là dê bo lai bách thảo thôi. Còn tùy anh em, vì con dê cỏ khi mà khoảng độ 15, 17 kg là ta đã có thể là giết thịt được rồi, vì nó đủ độ tuổi rồi. Nhưng mà với con dê bo lai thì 15 17 kg thì nó còn đang bú mẹ thì thậm chí là ta không thể là là đem ra để mà bán thương phẩm được. Cho nên là khi mà ta nuôi đến lúc bán thương phẩm 5 6 7 tháng ấy thì nó lại to những 30 hơn 30 kg cơ. Thì khi đấy là nếu bán cho những anh em mà có nhu cầu ăn ít ấy thì lại quá to đấy mấy họ. Cho nên là tùy cái khả năng tiêu thụ và tùy cái nhu cầu của từng địa phương và tùy mô hình chăn nuôi để anh em chọn. Tuy nhiên, theo khẳng định của mình thì là giống dê năng suất cao nhất hiện nay vẫn là giống dê Boer lai. Như vậy qua cái thời gian đã trôi qua trong video thì mình chia sẻ với anh em những gì mình biết về các câu hỏi mà anh em đã hỏi. Anh em có thắc mắc gì về vấn đề nuôi dê, anh em cứ đặt câu hỏi để lại bình luận dưới kênh mình sẽ sắp xếp trả lời từng câu hỏi để anh em tham khảo và cũng rất mong anh em nào có kinh nghiệm thì cũng bình luận ở dưới kênh để mình lại truyền tải cái kinh nghiệm này đến cho anh em khác chúc anh em chăn nuôi hiệu quả